Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn click vào video của Nhuận Honda Hồng Đức nha. Thì hiện tại Nhuận đang có mặt ở hết Honda Hồng Đức 10 với địa chỉ là ấp Châu Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Thì trong clip ngày hôm nay Nhuận sẽ cập nhật cho các bạn về giá của tất cả các dòng xe số có mặt tại hiện cửa hàng xe Honda Hồng Đức bên mình nha các bạn. Thì như các bạn đã biết thì thời gian vừa qua là thời điểm của tháng 7 âm lịch, thì nhu cầu của khách hàng thì hầu như là nó rất là thấp. Cho nên là giá xe cũng rất là rẻ so với thời điểm đó. Thì bắt đầu từ thời điểm là tháng 8 âm lịch này á, thì có nghĩa là đầu tháng 10 này á, thì do là giá xe nó cũng đã bắt đầu biến động do thời điểm là cận Tết. Cho nên là nhiều anh chị cũng đã bắt đầu gọi hỏi giá những rất là nhiều. Thì trong clip ngày hôm nay Nhuận sẽ cập nhật lại giá cho của tất cả những dòng xe số và chương trình khuyến mãi có mặt tại cửa hàng xe Honda Hồng Đức 10 mình nha các bạn. Thì trước mặt màn hình các bạn đang xem chính là một cái dòng Future LED của 2023 nha các bạn. Thì như các bạn đã biết á, thì dòng xe Future với động cơ á, là 125cc ha, khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội với một lít xăng á, thì tầm khoảng cỡ 60 đến 65 km nha các bạn. Thì theo những cái khả năng tiết kiệm như thế á, thì khách hàng mình lựa chọn rất là nhiều. Và hiện tại thì cửa hàng bên mình đã có đầy đủ tất cả những cái dòng xe đó và kết hợp thêm những cái phiên bản màu sơn độ như thế này. Thì đây chính là cái phiên bản màu trắng yên đỏ nè, độ theo phong cách quay 125i nha các bạn. Đây, cửa hàng bên mình đã độ theo những cái chi tiết nhỏ, ví dụ như là yên đỏ nè, yếm đỏ, đầu đỏ nè, rồi phần gỗ nè, phần mặt nạ trước nè. Đó, thì đây là nếu các bạn mình lựa chọn những cái phiên bản màu độ này mà phân vân không biết là chỗ nào giá cả hợp lý cũng như là chất lượng sản phẩm tốt á, thì bên cửa hàng bên mình đã có độ sẵn ha. Thì đối với dòng xe Future thì hôm nay nó chỉ từ là 34.790.000 cho tới là 35.990.000 tùy theo phiên bản nha. Các bạn nào cần thích những cái phiên bản màu nào thì có thể là đến ngay cửa hàng để chọn em nó về ha. Đây là phiên bản màu xám đấu tem nè, rất là đẹp nha các bạn. Đây là phiên bản giới hạn màu, còn đây là cái phiên bản màu đen bóng nha các bạn. Và đây là những cái phiên bản độ giống như phiên bản của Quay Y, cho nên các bạn mình có nhu cầu thì có thể là gọi trực tiếp cho Nhuận nha. Số điện thoại của Nhuận là 0964234878 nha. Rồi, đối với dòng xe Future thì hiện tại khi mua xe thì các bạn sẽ được hưởng chương trình khuyến mãi. Đầu tiên là giảm được 500.000 trừ thẳng trên giá nè. Kế tiếp là các bạn sẽ được nhận cái gói quà tặng trị giá là 1 triệu đồng dành riêng cho dòng xe số. Rồi, các bạn sẽ được áp dụng cái chương trình là vòng quay may mắn ha. Đối với vòng quay may mắn thì các bạn sẽ được nhận những cái chương trình sau, ví dụ như là Honda Vision 27 xe, Quay Alpha 27 xe, rồi đồng hồ Apple Watch nón bảo hiểm vân vân, còn rất là nhiều cái phần quà tặng để dành riêng cho các bạn ha. Đó, dòng xe Future màu vàng đồng nè, màu xám đen, màu xanh Quay Y, xanh Thái đó các bạn. Rồi kế tiếp là một dòng xe số nữa với động cơ là 110cc, dòng xe GTX ha. Thì đối với dòng xe GTX thì giá hôm nay nó chỉ từ là 22.190.000 thôi. Đó, khi các bạn mua xe thì vẫn được chương trình khuyến mãi giảm giá 500.000, gói quà tặng trị giá 1 triệu đồng. Và hiện tại thì bên cửa hàng bên mình có thêm cái chương trình là dành chỉ riêng cho học sinh sinh viên. Thì ưu đãi của chương trình này là 1 triệu đồng, bao gồm là 700.000 trừ thẳng trên giá và tặng thêm một cái ba lô cao cấp của công ty Hồng Đức bên mình nữa. Đó, ngoài ra thì bên cửa hàng bên mình có thêm cái những chương trình khác, ví dụ như là chương trình thu cũ đổi mới. Thì với chương trình thu cũ đổi mới này thì các bạn sẽ được giảm giá ngay là 1 triệu đồng trừ thẳng trên giá, hoặc là các bạn có thể là chọn ngay chương trình trả góp là 0% lãi suất, tùy theo các bạn mình lựa chọn ha. Thì cửa hàng bên mình có luôn luôn có đầy đủ tất cả những cái phiên bản màu sơn, những cái phiên bản màu độ, tất cả những phiên bản thì cửa hàng bên mình đều có. Kho xe hiện tại bên mình lên đến là trên 15 hết rồi, cho nên các bạn mình có nhu cầu có thể là đến ngay cửa hàng để chọn em nó ha. Thì khi đến cửa hàng thì các bạn có thể là alo trước cho Nhuận nha các bạn. Rồi, thì đây là dòng xe Quay Blade nha. Cũng khối là động cơ 110cc, nhưng mà có khác là sử dụng là bình xăng con nha bạn. Dòng xe GTX thì sử dụng bình xăng phun điện tử, còn dòng xe Blade này sử dụng bình xăng con ha. Với kết cấu là nó hướng về khách hàng là trẻ trung ha, trẻ trung năng động, rất là nhiều góc cạnh, nhìn thấy rất là thể thao ha. Hiện tại thì dòng xe Blade này nó có 3 phiên bản, căm đùm, bánh căm thắng đĩa và phiên bản bánh mâm. Thì giá hôm nay nó chỉ từ là 19.190.000 thôi. Khi các bạn mình mua xe thì vẫn được hưởng chương trình như cũ ha, là quay là giảm giá 500.000 trừ thẳng trên giá, gói quà tặng trị giá là 1 triệu đồng, thu cũ đây mới giảm ngay 1 triệu, và cuối cùng là chương trình học sinh sinh viên giảm ngay 700.000
và tặng cái ba lô. Rồi, cái dòng xe số cuối cùng của dòng xe của Honda chính là dòng xe Way Alpha. Đây chính là dòng xe quốc dân ha. Thì dòng xe này hiện tại nó có những cái phiên bản màu, ví dụ như trắng, đỏ, xanh, đen. Và những cái phiên bản màu độ này bên cửa hàng bên mình đã độ sẵn nè. Màu cam ha, trắng cam, trắng cam bạc này á, thì phiên bản màu này thì rất là nổi ở trong thời gian vừa qua rồi, cho nên á, là những không có quay chi tiết ha. Các bạn nào cần quay chi tiết những cái phiên bản màu khác thì nhắn tin Zalo cho Nhuận nha các bạn. Thì khi mà nhắn tin Zalo thì các bạn mình có thể là yêu cầu Nhuận quay theo những cái phiên bản màu nào, chiếc như thế nào mình lựa chọn thì Nhuận sẽ quay trực tiếp các bạn mình xem. Nếu mình quay đầy đủ trên clip này luôn á thì không đủ thời gian nha các bạn. Rồi, kế tiếp là phiên bản màu xám ha. Phiên bản màu xám này nó có hai phiên bản. Phiên bản màu xám nhám và phiên bản màu xám bóng. Đây là cái phiên bản màu xám nhám nè. Xám nhám, nếu các bạn mình thích những cái phiên bản màu nhám giống như là Future phiên bản đặc biệt hoặc là phiên Vision bản đặc biệt thì dòng xe Way Alpha này các bạn không thể bỏ qua cái phiên bản màu này được ha. Đây là những cái chi tiết mà độ ha. Đây là sơn luôn nha các bạn, không phải sơn nấu tem luôn, không phải là tem dán nha các bạn. Cho nên á là các bạn hay gọi cho Nhuận là hỏi về là những cái tem này có bán hay không. Do đây là tem sơn cho nên là không có bán nha các bạn, không có bán lẻ. Nó chỉ là theo bộ khi mua xe thôi. Rồi kế tiếp là cái phiên bản màu đỏ đô ha. Màu đỏ đô này á, thì đây là cái phiên bản màu độ theo phong cách quà cổ. Nó giống như cái phiên bản màu đỏ đô của quay 110, quay 100 đó các bạn. Nó có những cái phiên bản ví dụ như là màu bạc, màu đỏ vân vân. Thì đây là cái phiên bản màu đỏ đô nha các bạn. Với phiên bản màu đỏ đô này nó sẽ không bị trùng màu với phiên bản màu đỏ tươi như bình thường ha. Những cái phiên bản màu sơn độ này thì các bạn sẽ được hưởng chế độ bảo hành màu sơn lên đến là 3 năm nha các bạn, hoặc là 30.000 km. Đó, thì Nhuận nhắc lại cái chương trình khuyến mãi của cửa hàng là khi các bạn mình mua xe mình sẽ được áp dụng là 500.000 trừ thẳng trên giá, gói quà tặng trị giá là 1 triệu đồng, chương trình học sinh sinh viên được giảm giá là 700.000 và tặng luôn cái ba lô công ty Hồng Đức bên mình. Và chương trình kế tiếp á, là khi mua xe thì các bạn có nhu cầu thu cũ đổi mới á, thì bên cửa hàng bên mình sẽ hỗ trợ đổi xe luôn. Và khi các bạn mình chọn hai sự lựa chọn, nếu mà mua tiền mặt á, sẽ được giảm giá là 1 triệu đồng. Và các bạn mình mua trả góp á, sẽ được hỗ trợ cái chương trình là trả góp 0% lãi suất luôn ha. Ngoài ra thì cửa hàng có chương trình lên hồ sơ online và giao xe tận nhà. Các bạn mình có nhu cầu lên hồ sơ online hoặc là giao xe tận nhà thì cứ việc alo cho Nhuận với số điện thoại là 0964 234 878 ha. Thì số Zalo và số điện thoại thì cũng chung một số, các bạn mình có nhu cầu gọi điện thoại hoặc là Zalo đều được nha các bạn. Đó, cửa hàng Hồng Đức xin chào và cảm ơn các bạn đã xem clip. Nếu các bạn thấy clip của Nhuận hay và bổ ích có thể là để lại một lượt đăng ký chia sẻ và ủng hộ cửa hàng. Xin chào và cảm ơn các bạn.